chân thì nó giật chân nó. Sắp đến giờ cử hành lễ hạn cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía bầu cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Đây. Đâu đang xem hạ cờ. Hạ cờ ở Lăng Bác ấy. Vẫn đưa ra đây xem. Ra đây. Không. Đi đâu cái như đi đâu. Có gì à? Thôi nó bảo tôi đằng nào nó về thì chờ nó về thế mà. Bố đang đi về nhưng mà Thuận nó bảo chờ nó về thế. Thấy chưa? Sao nhớ gì? Chống tí nữa, chống, 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 chống,